Với diện tích 30.000 m², mỗi ngày Bệnh viện Nhân dân Gia Định chỉ được bảo vệ bởi 5 đến 6 nhân viên ở cả khu hành chính và khu khám chữa bệnh. Người nhà bệnh nhân, người khám bệnh và cả những người không thuộc hai thành phần trên đều rất dễ dàng để ra vào cổng bệnh viện, khu vực khám bệnh và cả phòng bệnh. Không thấy bảo vệ xuất hiện tại các khu vực đông đúc này, trong khi chính ở đó, những vụ trộm cắp, móc túi, lừa đảo dễ dàng xảy ra nhất. Tại bệnh viện Từ Dũ, tình trạng cũng tương tự. Ngoài giờ thăm bệnh và ngủ lại ban đêm, được quy định rõ ràng, còn lại người nhà và người ngoài đều có thể vào tự do. Bây giờ thì vô tự túc rồi. Bây giờ là vô tự túc? Đúng rồi, bây giờ chị vô cũng được nữa. Cũng như giờ chị đi cũng đâu có thấy bảo vệ rồi đó. Đúng như lời người nhà bệnh nhân chia sẻ, phóng viên đi vào khu vực khám bệnh như một người nhà thăm bệnh bình thường, một cách dễ dàng mà không gặp phải bất kỳ một sự cản trở nào. Người ta buộc phải nghi ngại với tình trạng các đối tượng xấu trà trộn để lừa đảo người bệnh và thân nhân. Sợ chứ, lúc nào cũng điện thoại, tiền bạc cũng đeo sát bên người. Thì mình sợ chứ, thì có tài sản, tiền bạc đi lên đây là phải bạc chục triệu mới lên. Thì lên phải giữ một người giữ đồ như vậy này, như cô giữ tiền, giữ đồ. Đó cũng là nỗi lo chung của cả nhân viên bảo vệ, thân nhân người bệnh và cả lãnh đạo bệnh viện. Nói về cái mặt cái người mà đi thăm bệnh ở đây á, bảo vệ tôi cũng là cái người đi kiểm tra. Nhưng mà nói như vậy là nó khó lắm. Bây giờ chỉ cứ để ai cảnh giác thì tốt, mà ai bây giờ chắc mình tự mình thận vậy đó, đi nhắc vậy đó, biết rồi không cần. Khi xảy ra thì làm sao? Bố trí bảo vệ đi tuần các cái khoa phòng liên tục nhằm mục đích là hạn chế tối đa những cái tình trạng trộm cắp xảy ra trong bệnh viện. Tuy nhiên thì thật sự ra thì đôi khi bệnh nhân cũng rất là vô tâm, nhiều khi là đi đến chốn đông người nhưng mà tiền bạc thì không có giữ một cách cẩn thận hoặc là phơi bày tiền bạc ra giữa chốn đông người. Các bệnh viện trong trường hợp này đều buộc phải lựa chọn phương án nhắc nhở người bệnh phải cảnh giác, trong khi chính lực lượng có trách nhiệm trong đảm bảo trật tự tại bệnh viện lại không giám sát chặt chẽ ngay từ phòng ngoài. Người ra vào tự do không nhận được sự kiểm soát tối thiểu nào. Các phòng bệnh cũng bị thả lỏng hoặc nhắc nhở chỉ mang tính hình thức. Sự lỏng lẻo trong đảm bảo an ninh tại một địa điểm tập trung đông người như bệnh viện cũng là một nơi khá nhạy cảm. Không khó để lý giải vì sao các đối tượng hung hãn lại có thể ra tay thản nhiên đến như vậy.